Sergio Rico đã tỉnh lại và không phải dùng thuốc an thần sau vụ tai nạn khi cưỡi ngựa vào cuối tháng 5. Sergio Rico và vợ hạnh phúc trước khi xảy ra tai nạn. Theo vợ của Rico, thủ môn thuộc biên chế PSG đã mở mắt và nhận ra gia đình. Chúng tôi đã tìm thấy con đường để giúp Sergio hồi phục. Tuy nhiên, tất cả đều phải kiên nhẫn, Alba Silva chia sẻ. Trước đó vào cuối tháng 5, Marca đưa tin Rico gặp tai nạn sau buổi cưỡi ngựa. Thủ môn 29 tuổi ngã xuống đất và bị ngựa đá vào vùng cổ. Các nhân viên y tế sau đó cấp cứu và dùng trực thăng để đưa ngôi sao người Tây Ban Nha đến bệnh viện ở thành phố Seville. Đội ngũ bác sĩ tại bệnh viện mô tả tình trạng của thủ môn PSG rất nghiêm trọng và cầu thủ đang trong trạng thái nguy kịch. Rico có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của PSG khi câu lạc bộ thủ đô Paris hòa Strasbourg 1-1 tại vòng 37 Ligue 1, qua đó chính thức vô địch nước Pháp mùa này. Sau đó, Rico bay về Huva, Tây Ban Nha để nghỉ ngơi. Mùa vừa qua, cược sao Sevilla chưa ra sân phút nào cho PSG. Anh chuyển đến sân Parc des Princes trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019 với giá khoảng 6 triệu euro. Tuy nhiên, Rico hiếm khi được bắt chính ở đội bóng nước Pháp. Mùa trước, anh chơi cho Mallorca theo dạng cho mượn. Hợp đồng hiện tại của thủ môn sinh năm 1993 với PSG sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2024.